Rồi bây giờ cha mới nói con tại lý do làm sao mà con bệnh. Con phải biết lý do chứ. Con phải biết lý do con bệnh. Rồi con mới đi trị bệnh. Bây giờ cha hỏi con là lý do gì con bệnh ung thư tụy vậy? Con biết không? Tại sao vậy? Mình phải biết mình bệnh gì, lý do nào. Ví dụ như giờ mình hôm nay tôi cảm, hôm nay tôi ho quá trời, hôm nay tại hôm nay ngủ ở trần trúng gió, đúng không nè? Tại hôm nay ngủ ở trần trúng gió cho nên sáng ngày nó bị lạnh khỏi nó ho, là mình biết cái hướng lý do mình ho. Hôm nay tôi ăn hỏng tiêu, à tại vì là mình ăn nhiều cái chất vô quá để bắt đầu nó hỏng tiêu rồi. Vậy ung thư tỷ lý do nào cũng không biết, biết không? Chắc chắn là ung thư rồi. Lý do nào mà con không biết con ung thư tụy? Chắc là do được cái không để ý. Dạ, do cái cơ thể con người mình nó thay đổi. Khi phát hiện ra là biết là ung thư tụy thôi chứ mình không để ý. Không để ý, không để ý cái ngày sống của mình. Ý cha nó đường đi là vậy phải không? Rồi, cha sẽ trả lời cho con lý do con bị ung thư tụy. Để con hiểu một cái là con sẽ chấm dứt ung thư tụy. Là do con dùng cái thức ăn không nano con mới ung thư tụy. Còn nếu con ăn cái thức ăn nano mãi mãi con không bao giờ bị ung thư tụy. Vậy thức ăn nano là sao? À, thức ăn nano là sao? Con muốn biết không? Phải biết để chữa bệnh nha. Cha giải thích cho con mấy người này nghe được, nghe hiểu được thôi nha. Tại vì đây là bệnh nhân cho phải làm cho họ hiểu nha. Cha đồng ý không? Nano là tiếng Hy Lạp. Tiếng Việt là chữ na không có nghĩa gì hết, chữ nô không có nghĩa gì. Gộp lại chữ na và chữ nô gộp lại là nano. Tiếng Việt không có chữ nano. Cổ ngữ bằng tiếng Hy Lạp. Mà cái chữ nano nó có một cái ý nghĩa là thằng lùng, là cực nhỏ. Dịch ra cái nghĩa tiếng Việt là cực nhỏ. Vậy thì cái cơ thể của con người chúng ta nó chỉ dung nạp những cái chất nano, chứ nó không dung nạp cái chất mà không nano. Vậy chất nano là chất gì? Nano là một loại cực nhỏ là nước. Nano nó là nước. Vậy nếu con ăn một cái chất vào cơ thể con mà nó không nano được, nhất định con sẽ có bệnh. Sẽ có một ngày nào đó trong các cơ quan nội tạng con nó yếu một cái điểm nào đó, nó sẽ tụ lại một cái điểm đó, nó sẽ làm cho con bệnh. Còn nếu con ăn cái thức ăn nano là tuyệt đối con không bao giờ bệnh. Mà cái thức ăn nano này thằng Mỹ nói cho mấy cha nói, Mỹ nó phát hiện ra cái công nghệ nano này cách đây là vài chục năm, gần cả trăm năm. Cái công nghệ nano. Và sau này là nó chế tạo ra công nghệ nano bằng cách là mình trồng trọt, mình trồng lúa, mình trồng hoa màu đó, là mình không có đại phân như ngày như ông cha mình. Mà mình mua cái loại thuốc gì mình xịt lên là rải phân đó. Vì trên cái lá cây nó có cái lỗ lông đó, lỗ chân lông đó. Khi mình xịt một cái loại thuốc nó vào lá cây nó hút xuống, nó làm cho cây tươi tốt như mình rải phân được. Thì thằng Mỹ nó nghiên cứu đến cái nano đó. Mà cái nano đó như nãy cho nói con là tiếng Hy Lạp, nó là thằng lùng nha. Nó là cực nhỏ. Vậy thì nano là tiếng Hy Lạp mà tiếng gì nó là cực nhỏ. Vậy con ăn cái chất vào cơ thể con mà chất đó nano là nhất định con không bị bệnh tật gì. Và dẫn đến con không bị bệnh tật mà dẫn đến tuổi thọ con an toàn. Còn con ăn cái chất nano rồi, nhất định sẽ có một ngày nào đó con bệnh tật. Cha lấy ví dụ chất nano nha. Bây giờ con đang mạnh khỏe nè, con đang bình thường. Con thử con uống một ly rượu vô là cơ thể con nó có phản ứng không? Phản ứng gì ạ? Nó làm cho mình bằng bủng rủng lên liền, rần rần máu chảy liền. Có nghĩa là rượu là nước, đúng không nè? Khi con uống vào bao tử là tự động nó dẫn đi liền tức khắc. Nó làm cho cơ thể con là nó báo động liền, dòng máu nó báo động là rồi chất này chất độc vô không được. Nó làm cho mình rần rần lên liền, phải không nè? Mà nếu con ăn một cục thịt vô bao tử mình nó báo động không? Không. Tại sao uống ly rượu vô nó báo động mà ăn cục thịt nó không báo động? Tại vì rượu đó là nước, nó là một cái chất nano. Nano nó là nước, khi uống vào là nó báo động liền tại chỗ. Còn ăn một cục thịt vào nó không báo động, nhưng nó sẽ báo động sao?
nó qua tất cả cái cơ quan hệ thống nội tạng mình, nó lọc nó cũng sẽ lọc thành nước đó. Nhưng mà cái nước này nó là một cái, khi mà nó thành nước rồi, nó trở thành chất bổ béo rồi, nó đưa vào máu của mình, thì một ngày nào đó cái máu động vật nó không nano được, nó sẽ trở thành những tế bào chết trong máu của mình, bắt đầu nó sanh ra là ung thư. Thư là nó hư ha, người ta gọi là cái dòng máu hoạn thư đó. Một ngày nào đó cái chất của con động vật nó ở trong dòng máu của mình mà nó là không nano, thì khi nó không nano rồi có nghĩa là nó sẽ trở thành tế bào chết trong máu mình, bắt đầu nó sẽ phá hủy dòng máu mình. Cho nên khi mình bệnh, mình đến bác sĩ là nó lấy máu mình xét nghiệm liền ha, coi máu anh là bệnh gì. Mà nếu con đưa cái thức ăn cây cỏ mà giống vào, tuyệt đối dòng máu con không có bị hoạn thư, vì nó là thức ăn na. Trái chuối là nước hay là sáng, cộng nó muốn là nước hay là sai nó ra nước không, trái bưởi sai nó ra nước không, ông đậu nành sai ra nước không, trái cây nó là nước, nó hội tụ lại thành nước. Mà nước đó khi con ăn vào là nó thấm vào cơ thể mình liền, nó phân tỏa đi hết khắp năm châu trong cơ thể mình. Và nước đó nó sẽ cùng với máu của mình để nó làm cho mình có một sự sống bình yên. Và đến ngày nó phân hủy là phân hủy, chứ nó không động lại trong cơ thể mình. Còn máu động vật nó động lại trong cơ thể mình. Bây giờ cha nói là cái thức ăn nano, do bởi con ăn cái thức ăn không nano cũng mới bị. Vậy thì cha nói vậy thì cha và những người này chưa bệnh á, vì cha đang ăn thức ăn không nano mà chưa bệnh chứ không bệnh. Cha công nhận chỗ này không? Thức ăn cha đang ăn là không nano, cha nhìn thấy nó sai nghiền, nó đưa lên ruột non đó. Nhưng mà một ngày nào đó cái con động vật nó hết hạn sử dụng, nó trở thành tế bào chết trong máu này. Còn cái trái cây mang hạt giống, nó là nước, bản chất nó là nước thôi. Cho nên tới ngày nào mà cơ thể mình, máu mình đào thải nó ra là đào thải, còn mấy nó còn sống nó cứ mãi theo mình. Còn hãy nó hư rồi thì tự động mình tái ra là hết. Xưa nay có phải chỗ này là chỗ cha bị giới hạn không? Có phải cha công nhận cha bị giới hạn chỗ này không? Cái kiến thức chỗ này quan trọng lắm. Và nếu cha hiểu được kiến thức chỗ này là khó bị bệnh lắm. Đây là kiến thức khoa học nha. Bây giờ mình nói kiến thức khoa học tiếp theo. Khoa học đánh giá con người là động vật bậc cao. Mình kêu với ông đâu, ông đó cũng là tiến sĩ ô tô mà. Tiến sĩ sửa ô tô. Anh không hiểu. Khoa học được đánh giá con người là động vật bậc cao. Còn con động vật bình thường nó là động vật bậc thấp, hoặc là loài bò sát, hoặc là loài có vú, hoặc là loài đi bằng bốn chân. Còn mình là động vật bậc cao. Vậy khoa học lại chứng minh tiếp, cơ thể con người không dung nạp động vật, vì cơ thể con người có một hàm răng bằng không cắn xé như con động vật. Tất cả những chất gì mà vô bao tử của mình phải qua cái miệng nó đều thải hết, qua hàm răng nó nhai hết. Cái hàm răng mình là một cái máy sai nano. Bây giờ con ăn hột é uống có nhai hột é không? Hột é có gì phải nhai? Bây giờ cha nói một cái nhỏ hơn, rau câu là mình có nhai không? Cũng nhai. Mình đưa cho mình hũ rau câu, thay vì nó là nước mà mình múc đưa cho miệng nuốt cho rồi sao nhai chứ vậy? Vì thượng Thiên Chúa đã an bài cho mình một cái máy nano là cái hàm răng của mình. Bất kỳ một chất gì mà đưa vào hàm răng mình là mình nano nó, mình cho nó thành nước mình mới cho xuống đây. Rõ ràng là cơ thể ta phải hấp thụ chất nano. Phải nè. Vậy thì Thiên Chúa đã an bài cho mình một hàm răng bằng để ăn cái thức ăn nano, chứ không phải ăn thức ăn không nano. Mà thức ăn nano là cây cỏ mang hạt giống, còn thức ăn không nano là động vật. Vậy thì bây giờ khoa học chứng minh con người là hàm răng bằng, không phải như hàm răng con gấu con cọp mà xé thịt ăn, mà cái ruột của mình là nó dài gấp 12 lần chiều cao của mình. Như vậy khi mình ăn một cục thịt vào, bắt đầu nó đi dài gấp 12 lần thì nó dùng cha là 1.8 nè. Vậy thì cái ruột cha là bao nhiêu thước? 36 thước phải không? Phải nhau. Hiện nay cái bụng cha chứa 36 thước rồi, 36 thước ruột. Đó là khoa học chứng minh.
Vậy thì khi cho ăn một cục thịt vào, bắt đầu nó đi hết 36 số cái khúc ruột đó, 36 số. Có phải là nó đi, mà ruột mình nó không phải là đi thẳng, nó ẹo, mình chụp hình thấy nó quấn, nó đi tới đây, nó đi không nổi nữa, đứng lại, đi tới đây, đi không nổi nữa, nó xì, nó sọt. Bắt đầu những cái thức ăn đó, nó hư, nó thúi trong bụng mình, nó trở thành những cái tế bào chết ung thư. Dễ hiểu vô cùng. Còn mình ăn cây cỏ mà hàng giống là đi không có gì hết trơn. Hả nè, khoa học lại chứng minh tiếp, cái con mắt của con người là không giống con mắt động vật. Con mắt động vật ăn thịt ban đêm nó tinh hơn mình. Ví dụ như con mèo ban đêm nó sáng không? Nó ăn động vật mà nó rình chuột ban đêm. Ban ngày thì nó không thấy đường mà ban đêm nó sáng. Rồi cái lỗ tai của con người không thính bằng lỗ tai của con vật. Rồi cái ruột của con động vật nó gấp 6 lần chiều dài của nó, cho nên khi nó ăn vào một cái là nó tiêu hóa liền. Và cơ thể mình thì không tiết ra cái dịch tiêu hóa bằng con động vật, cho nên mình ăn thịt vào nó tiết không nổi. Từ chỗ đó nó mới đâm ra tụy, có hiểu không? Mật, gan, thận gì nó tiết không nổi, nó mới dồn riết con thành ung thư tụy. Còn có người dồn riết thành ung thư khác. Nãy giờ cha nó đang nói khoa học nha. Vậy giữa khoa học và kinh thánh, nếu chúng ta thấy nó đồng nhất là niềm tin chúng ta không thực hiện. Cha công nhận chỗ này không? Ở đây khoa học chứng minh con người không dung nạp động vật, nãy giờ cha nói được không? Ở đây Chúa dạy mình là không ăn động vật, thì giữa khoa học và Chúa là một. Mà niềm tin mà tin vào Chúa mà có khoa học đi bên cạnh nữa thì phải niềm tin vững chắc không? Không thực hiện. Còn niềm tin vào Chúa mà không giống khoa học là niềm tin nó còn thực hiện. Vậy tại sao cha trị được các bệnh nan y? Là bởi vì cha hiểu được như vậy. Cha công nhận chỗ này không? Cha mới dám trị ung thư chứ cái mạng con mà ở đây mà cha chết cha cũng buồn lắm chứ. Con công nhận không? Ừ. Nếu cha không hiểu cha không dám trị. Nha. Cha phải hiểu rõ nếu chứ trong lòng bàn tay của cha nè, cha mới dám trị. Cha hiểu được trong ruột, trong gan, trong bụng, trong dạ con nó sẽ đi làm sao, ăn vô nó làm như thế nào. Cha mới dám trị. Chứ còn cha đâu phải là ẩu tả được trời. Chính quyền cộng cha chết. Không cần nói người dân cộng, chính quyền nó đã nhốt mình rồi. Còn này cha cho ra đời những cái ung thư mà chính quyền đến đây ký giấy xác nhận. Ông hết bệnh, con coi rồi đúng không? Có chính quyền ký giấy mà. Đó nè. Vậy cha nói lại cho con. Con bị bệnh ung thư tụy là do con dung nạp sai thức ăn. Là con ăn động vật, là thức ăn không nano. Phải chi con ăn cây cỏ mà giống thì con mãi mãi không bị ung thư tụy. Vì nó là thức ăn nano, nó là nước. Ngược lại, bắt đầu từ hôm nay con hiểu là con ăn sai thức ăn rồi, thì con phải ăn lại thức ăn này thì con tự động bệnh hết. Thế nè, tự động nó bệnh hết thôi. Bây giờ lấy giùm cha 2 ly nước coi. Lấy giùm cha 2 ly nước coi. Lấy giùm ly nước đục, ly nước trong. Để cha chứng minh cho anh là anh sẽ hết bệnh. Xúc ruột. Xúc ruột nếu hết bệnh nè. Xúc nếu là nó hết ung thư à. Cha nói là con phải nghe nha. Phải nghe để con hiểu. Sao con mở cái clip này lên con nghe. Mọi người mở clip này lên nghe, đây là cái kiến thức rất quan trọng cho. Kiến thức này rất là quan trọng, phải nghe mới được. Như vậy, cha nói tiếp. Thiên Chúa đã an bài cho con người từ khi tạo thành vũ trụ là e dông dạ dạ ăn thức ăn mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Con người là mọi thứ cỏ mà giống và mọi thứ cây có trái mà giống làm lương thực cho các hương. Còn động vật ta ban cho chúng gọi sanh tươi. Ở đây là do bởi con ăn sai thức ăn mà con ra bệnh này. Nếu con ăn đúng là thức ăn là tuyệt đối con sẽ khước từ được cái bệnh này nha. Bây giờ cha nói tiếp. Vậy thì ngày nào con thay đổi thức ăn thì ngày đó cơ thể con sẽ khỏe mạnh nha. Bây giờ cha lấy một ví dụ tiếp. Tại sao cha chữa được bệnh con? Là bởi vì cha lấy ví dụ. Thí dụ như con mắc một con cá lóc, con bỏ trên sân này nó chết hay sống? Nuôi nó trên sân này chết hay sống? Mà nuôi trong hồ nước nó sống hay chết? Vì trong hồ nước là cái nơi để nuôi sống đó. Còn trên sân này là cái nơi để giết đó.
Vậy nếu cơ thể của con mà ăn cây cỏ mang hạt giống là thức ăn nano, nhất định như con cá lóc ở trong hồ nước. Còn nếu con ăn động vật thì nhất định như con cá lóc ở trong sân chim ăn. Sẽ có một ngày con bị ung thư hết, đau bệnh hết mà không biết lý do. Mà đạo Phật gọi là bệnh nghiệp, còn đạo Chúa, Chúa gọi là đền nợ mang. Ngày nào các ngươi ăn nó, các ngươi sẽ phải đền nợ nha. Bây giờ cha nói cái cách chữa trị bệnh của con. Bây giờ đây là cha có hai ly nước nè. Đây là tạm gọi là đây là ly nước sạch, đây là ly nước dơ. Đây là ly đen là ly dơ, ly này ly sạch. Bây giờ cha làm sao cho cái ly này nó sạch? Bây giờ nếu cha để ly nước dơ này thì có phải là cái nước này ngại hư không? Cái ly này còn xài được không? Chứa nước dơ thì ly này còn xài được không? Thúi luôn cái ly, dục cái ly luôn ha. Vậy cha muốn làm sao cho nước này nó sạch đây? Đổ bỏ này sao sống? Đổ bỏ ly này đâu chín được nữa. À, nước trong vô. Thông minh. Thả nước trong vô. Bây giờ nó đang đục, giờ cha thả nước trong vô. Bớt đục chưa? Bớt chưa? Cha thả riết, cha thả mỗi ngày thì cái nước đục này nó sẽ đi, còn lại nước trong. Hiểu chưa? Vậy thì giờ cơ thể của anh tên gì cha không biết? Tinh tâm. Cơ thể của anh Tâm bây giờ đây là một cơ thể bị ung thư. Thì bây giờ khi anh trở về đây, cha thả nước sạch vô trong bệnh anh, trong mình anh, thì cha thả riết rồi bắt đầu nó xúc lọc riết anh hết bệnh thôi. Phải nghe không? Nhưng cái thuốc cha thả vào nó là một cái loại thuốc chống oxy hóa, chứ không phải cho anh uống nước là hết bệnh nha. Cha cho anh uống một cái loại thuốc chống oxy hóa, giống như một cái cây sét, một cái cây sắt nó bị sét. Thì nếu bây giờ ta cạo sét ra rồi, ta sơn vô nó mới hết sét. Còn nếu ta không cạo là nó sét hoài. Còn nếu ta lấy nước lạnh ta rửa không hết sét. Vậy ta phải lấy một cái chất nào đó chống oxy hóa nó mới hết sét. Vậy cơ thể anh giờ đổ nước lạnh nó mới, phải đổ thuốc. Mà cái loại thuốc chống oxy hóa từ từ nó mới cào hết vậy cái chất bệnh trong đó là anh mới hết bệnh được. Vậy cơ thể của anh giờ nó như một ly nước đục, cha sẽ đổ thuốc vô, đổ cháo vô từ từ cơ thể anh trong lòng lại là anh hết bệnh nha. Đó là cách chữa trị cho anh. Nhưng cách chữa trị này anh phải theo phác đồ. Giờ đây anh không còn lý do là để khước từ nữa nha. Vậy cha nói trở lại, cái mà anh bệnh ung thư tụy ngày hôm nay là do anh ăn sai thức ăn mà Thiên Chúa đã an bài cho con người ngay từ khi tạo thành vũ trụ là ăn cây cỏ mà hạt giống. Nó là thức ăn nano. Cha nói cái thức ăn nano là mọi người là mình hiểu là nha. Nếu như mà anh ăn đúng như lời dạy của Chúa là tuyệt đối không có bệnh. Bây giờ vậy nói ngược là tại sao cha chữa bệnh được mà bên Mỹ nó chạy không, là bởi vì cha hiểu được cái đường đi của bệnh và ăn cái gì vào để chống lại bệnh. Nhưng mà người ta chưa hiểu cha, ta cho là người cà chớn phải không? Ta nói cha là cà chớn, không cà chớn. Bao nhiêu cha chuẩn bị ra cà chớn gì? Đúng không? Cha hiểu được mà. Cha thấy được đúng như lời Chúa dạy, cha hiểu đúng như vậy cho nên cha mới chữa hết bệnh được. Còn nếu cha không hiểu đúng, cha chữa không hết thì không hết bệnh. Chắc chắn là như vậy. Thế nào? Vậy con phải nhớ rằng, con phải tâm niệm rằng con đã ăn sai thức ăn. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con phải trở về với cái thức ăn mà Chúa ban cho con. Cha bảo đảm 100% con hết bệnh. Còn nếu con ăn động vật nữa là con không tiêu. Nó không nano, nó làm rối loạn tiêu hóa con rồi vài bữa chết queo rồi, không ai cứu được con. Thì bắt đầu con ngày hôm nay vô phát đồ rồi, con từ từ con ăn con sẽ thấy tiểu được, tiêu được, đái được, ỉa được, ngủ được, đi được, đi chơi là bình thường. Không thấy đau đứng cái mỏ nữa. Thì cái điều cha nói hôm nay ngày mai con sẽ thấy nha. Giống như cái điều cha hiểu nó giống như một cái chậu bông vậy, mà cha nói cái vài lá thôi, cha nói cái vài lá này cho con hiểu thôi. Nhờ cái điều cha hiểu giống như một cái rừng bông vậy, nhưng mà cha không nói được hết rừng bông, cha nói được cái vài bông vậy thôi. Không thể nào con hiểu hết điều cha nói, nhưng thôi thì để từ từ ba thầy diễn chẩn này sẽ diễn chẩn cho con nha. Vậy những điều cha nói với con rằng, cha kết luận một câu là do con ăn cái thức ăn không nano là động vật, do vậy mà con mới bệnh. Mà cái thức ăn nano chính là cây cỏ mà hạt giống.
mà khoa học đã chứng minh đó là con người được dung nạp. Chúa đã dạy mình ăn thức ăn đó, do con ăn sai mà con bệnh. Vậy thì con đến đây, con sẽ được sửa lại cái chuyện sai đó nha, chắc chắn con sẽ hết bệnh nha. Nhưng trước khi kết thúc thì cha nhắc con rằng trong quá trình khám bệnh con phải đọc kinh cầu nguyện nha. Riêng cha thì phải đọc kinh cầu nguyện rồi, nhưng riêng con cũng phải đọc kinh cầu nguyện. Và con hãy cố gắng hoàn toàn bỏ đi cái xác này cho những người này họ chữa trị. Con đừng đòi bất kỳ thứ gì hết. Sau khi con hết bệnh rồi con muốn đòi gì đó con đòi. Còn giai đoạn này con đừng thèm đòi nữa, để người ta chữa cho con mau lành nha. Trước tiên là con cảm ơn cha đã thay mặt Chúa để cha dẫn con chiên về. Đây là một cái niềm vui nhất cho năm nay, mà cũng là một tấm gương sáng ngời cho người con giáo noi theo cha. Và nhất là con cũng phải noi theo cha tấm gương này. Xin con mong rằng cha sẽ dẫn nhiều chiên để cha giúp cho những con chiên. Và cái điều mà con mong mỏi nhất là cha thông báo cho con chiên biết thức ăn nano. Cha hiểu được thức ăn nano rồi, vì cái thức ăn đó không làm cho bệnh tật hay là chống lại bệnh tật, còn thức ăn không nano là mãi mãi phải bệnh tật. Hồi nãy con giải thích chữ nano là chúng ta hiểu rồi em. Vậy thì cái rõ nhất chỗ thức ăn nano đó là cây cỏ này. Mà ở đây thì Chúa đã dạy cho chúng ta, mà giáo mình chưa dạy đến chỗ này. Thôi thì sớm muộn gì thì con chiên mình cũng hiểu được thức ăn nano. Con mong rằng cha hãy phát triển thức ăn nano này để con chiên không bị bệnh tật nhiều. Con nghe ý kiến nhắc nhở tụi con. Con xin đại diện cho bệnh nhân an tâm. Dạ. Thân thiện bạn bè. Dạ. Xa địa vị. Dạ. Con cảm ơn cha. Dạ. Để tất cả các bạn con. Để kịp được nhiều lo lắng. Đã thiện anh. Dạ. Thân thân thiện. Sống đó là thức ăn nano, là cây cỏ và hạt giống, đó là bí mật bảo vệ sự sống. Mà trong 4 năm vừa qua con đã từng dạy cho con chiên hiểu được cái thức ăn nano này, nhưng mà con chiên không chịu hiểu, hay là họ chưa đủ kiến thức để hiểu. Thì đến ngày hôm nay họ hiểu ra, bắt đầu từng bước họ ăn cái thức ăn nano. Thức ăn nano chính là cây cỏ và hạt giống này. Đây là một cái bí mật Thiên Chúa mở ra để bảo vệ sự sống. Câu này rất quan trọng. Một cái bí mật thứ hai mà Thiên Chúa mở ra cho cha Tường đó để giành lại sự sống trước cái chết, đó là cháo trắng. Giờ đây khi con nấu cháo cho bệnh nhân là con phải nấu như thế này. Con thí dụ bệnh nhân này ăn ngày một chén gạo, phải không? Con múc chén gạo đổ vô cái son, rồi con đổ nước đầy xong nấu đi. Con nấu chừng nào mà con thấy cháo nở hết nước rồi, đổ nước vô nấu nữa. Chừng nào mà con thấy nở ra hết rồi, đổ nước vô nấu nữa. Con nấu chừng nào không còn hột cháo mới cho ăn. Con nghe cha nói nha. Con nấu chừng nào mà cái hột gạo nó nở là hột cháo, mà hột cháo không còn là hột cháo nữa, con mới được cho ăn.
vì cái bệnh này nó khác đó. Thành nước, con hiểu chưa? Thì nước đó giống như nãy ta nói uống ly rượu vô là tan đi liền, thấy không? Còn giờ con hút một chén gạo, chén cháo này là nước, con hút vô cái tự động nó đẩy đi hết các cơ quan của mình, là nó nhanh dữ lắm, là thận gan khèo khổ mình không làm việc nữa, nó để nó lo nó phục hồi. Ha, vậy con nấu làm sao mà cha không thấy được một cháo hay được? Thì con cứ ghim điện con nấu thôi chứ ai chửi con, phải không? Con cứ ghim điện thôi, hết đổ nước tiếp, hết đổ nước tiếp, gọi là cháo nano. Mà cha nói cho con nghe, cái cháo này là chú chỉ cho cha, thế giới này chưa có dạy cháo nano, đúng không cha? Thế giới này chưa có ai có phát đồ cháo nano, đây là phát đồ vàng, gọi là phát đồ vàng núi, gọi là phát đồ vàng, phát đồ cháo trắng, hay còn gọi là phát đồ cháo nano. Con cứ nghe lời cha con làm, tự động hết bệnh. Con có hốt chén gạo đổ vô rồi đổ nước vô không? Mày hả, còn hộp cháo mà tao nấu nữa, mày hả nấu nữa, mày hả nấu nữa, nấu hết thành nước là anh này uống thôi, không nè. Tự động anh uống một ly cháo vô là tự động chạy khắp cơ thể anh, thì là con còn bị dướng tiêu hóa nữa không? Đúng không? Con nhận chưa? Con còn bị dướng cái chỗ tiêu tiểu nữa không? Ở đây cha, thuốc của cha là thuốc núi, cha làm cho nó tiêu diệt cái oxy hóa của cái tủy á, cái ung thư tủy, khối ung tủy của con nhanh dữ. Cha nãy giờ cha nói tự nhiên tôi con thấy hết bệnh liền không? Tự nhiên nói ra thấy hết bệnh liền, dễ chữa không? Nhưng mà như con nói lại cha, đây là hai cái bí mật. Cái bí mật là thức ăn nano, là cái cỏ ăn giống, là Chúa cho thấy để giành lại sự sống, để bảo vệ sự sống. Và cái bí mật cháo nano là để giành lại sự sống trước cái bệnh tủy. Đây là bệnh tủy nha. Thôi thì đó là những lời con nói sau cùng với cha, với mọi người. Còn chúc cha về quê hương của cha, về sứ đạo cha, cha hãy dạy cô cháu dân biết cái thằng nano là cây cỏ mà giống nhé. Đó là lời Chúa dạy cho. Và cũng dạy kinh nghiệm. Mời mọi người đứng lên đọc kinh. Nhân dân cha và con và sáng danh cái chúng cha và con và trước mình hết. Và con từ vô cùng. Con cái gì dành Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã được chọn sót, đã nghe lời chúng con tâm sự. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha Phong, cho phái đoàn của cha và cho người bệnh nhân của cha. Xin Chúa chữa lành cho người hai này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa Cha và con.